Có thể bạn không tài nào hiểu được tại sao con mình, cha mẹ mình, anh chị em mình lại suy nghĩ và hành động như thế. Nhưng cho dù bạn không thể hiểu họ và không vừa lòng với những điều họ làm, bạn vẫn có thể yêu thương họ thật lòng. Vì tình yêu thực sự vượt qua mọi hiểu biết của con người. Bạn đang nghe Yêu những điều không hoàn hảo, tác giả Hemin, người dịch Nguyễn Việt Tú Anh, người đọc Hiền Kít 95. Phần 5. Gia đình. Tình yêu đầu tiên của tôi, vết thương đầu tiên của tôi. Con yêu mẹ rất rất nhiều. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là đứa con quý giá của một ai đó. Và người tu hành như tôi cũng là một cậu con trai đáng quý của cha mẹ mình. Dù đã xuất gia với lòng giác ngộ muốn chung tay giải quyết những vấn đề của chúng sinh, nhưng chúng tôi vẫn giữ đạo nghĩa huyết thống với gia đình. Một trong những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tôn giả Mục Kiều Liên, nổi tiếng với câu chuyện cứu mẹ khỏi địa ngục nhờ vào lòng hiếu thảo của mình. Thiền sư Cảnh Hư, người vực dậy nền Phật giáo Hàn Quốc cận đại, đã tìm đến mẹ đầu tiên ngay sau khi giác ngộ. Thiền sư Cảnh Hư đã vừa đi, vừa khất thực, vừa tận tâm phụng dưỡng mẹ già trong suốt 20 năm. Có thể nói rằng, giác ngộ không có nghĩa là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ sẽ biến mất. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều nhà sư phụng dưỡng mẹ trong chùa. Mỗi khi về Hàn Quốc, tôi đều dành ra vài ngày ở lại nhà cha mẹ và cố gắng chuộc lỗi vì không thể làm tròn bổn phận của một người con. Điều khiến tôi thấy đau lòng nhất là cứ mỗi năm trôi qua, gặp lại mẹ sau một thời gian dài, tôi lại nhận ra mẹ tôi già yếu hơn trước nhiều, tóc mẹ bạc hơn, răng cũng rụng nhiều. Nhìn mẹ dần trở thành một bà lão, tôi không thể không chạnh lòng. Dù biết vạn vật trên thế gian này đều là vô thường, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mẹ mình sẽ tránh được cái quy luật vô thường ấy. Tôi rất giống mẹ. Mẹ tôi là người sống nội tâm nhưng luôn vui vẻ và hòa đồng. Mẹ có mắt thẩm mỹ cao, thích âm nhạc và hội họa. Mẹ thích đọc sách. Mỗi khi nghe được câu nói hoặc nảy ra suy nghĩ nào hay, mẹ đều ghi chép lại. Gặp chuyện khó khăn, mẹ cũng luôn kiên nhẫn giải quyết đến cùng. Tôi đã lớn lên trong vòng tay một người mẹ như thế và luôn muốn trở thành một người giống mẹ. Tôi từng nghĩ rằng mẹ tôi sẽ mãi vui vẻ, xinh đẹp và khỏe mạnh. Nhưng cách đây không lâu khi có dịp về Hàn Quốc, tôi mới biết gần đây sức khỏe mẹ dần yếu đi. Vì không muốn con trai ở xa phải lo lắng, mẹ đã dặn mọi người không được báo cho tôi biết. May mắn là bệnh tình của mẹ không nghiêm trọng lắm. Nhưng phận làm con, trong một tháng lưu lại Hàn Quốc, lúc nào lòng tôi cũng đau đớn nghĩ về mẹ. Tôi chạy đông chạy tây lo giúp đỡ người khác chữa vết thương lòng, nhưng lại không thể chăm lo cho sức khỏe của chính mẹ mình. Sự thật này khiến tôi hết sức xấu hổ và đau lòng. Khi có những buổi giảng cho đông đảo quần chúng, vào cuối giờ tôi luôn cùng mọi người nắm tay và thiền chữa lành trái tim. Tôi thường bảo mọi người rằng hãy tưởng tượng người mình đang ngồi cạnh và nắm lấy tay là cha là mẹ mình. Rồi chúng tôi cầu nguyện để mình hiểu cha mẹ hơn và chúc phúc cho cha mẹ. Trong kiếp này, mẹ đã vất vả nhiều, cha cũng đã vất vả nhiều. Mong cha mẹ luôn khỏe mạnh, mong lòng cha mẹ luôn bình an, mong cha mẹ luôn được che chở dù cha mẹ có đi đâu. Sau khi cầu nguyện như thế, nhiều người đã rơi nước mắt. Khi nghĩ về cha mẹ, hiếm ai không xót thương và áy náy vì phận làm con mà không thể phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn. Ai cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, nhưng họ không biết cách hoặc không có cơ hội, hay đã vụt mất cơ hội nên chưa thể nói hết điều mình muốn nói. Đến khi cùng nhau nhắm mắt và cầu nguyện cho sức khỏe, bình an, hạnh phúc của cha mẹ, bất giác nước mắt họ chảy dài.
Khi tôi cùng mọi người cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ, tận sâu trong đáy lòng tôi thốt ra một câu nức nở: "Mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ rất rất nhiều." Những lời được nói từ trái tim chứ không phải từ bộ não luôn đơn giản và chân thành như thế. Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi thiền, tôi đã gửi tin nhắn cho mẹ nói rằng tôi rất yêu mẹ. Nghĩ lại, tôi còn không nhớ nổi lần cuối mình nói yêu mẹ là khi nào nữa. Và khi nhắn tin, tôi còn rất tự nhiên dùng từ Emmanuel thay cho từ Emmani. Sau này tôi mới biết, khi nhận được tin nhắn, mẹ đã khóc rất nhiều. Và mẹ đã quyết tâm sẽ khỏe mạnh trở lại vì tôi, con trai của mẹ. Cha mẹ là những người như thế đấy. Họ chăm lo cho sức khỏe của mình không phải vì chính bản thân mình, mà vì không muốn trở thành gánh nặng, không muốn con cái phải lo lắng cho mình. Trong tiểu thuyết Hãy Chăm Sóc Mẹ, những người con sau khi để mất mẹ rồi mới nhận ra tình yêu của mẹ. Trong một bài phỏng vấn, tác giả Shin Kung-suk đã nói rằng cô đã lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết đó từ rất lâu mà mãi không viết nổi. Nhưng sau khi đổi cách gọi mẹ từ Eminon thành Elma, cô đã viết trôi chảy hơn hẳn. Trong chuyện người con gái lớn đến thành Vatican, đứng trước bức tượng Đức Mẹ sầu bi miêu tả cảnh Thánh Mẫu Maria ôm lấy xác Chúa Giêsu, đặt chuỗi tràng hạt từ cây hoa hồng xuống và nói: "Hãy chăm sóc mẹ." Cuốn tiểu thuyết đã kết thúc như thế. Tuần sau tôi lại rời Hàn Quốc, phải để lại mẹ mà ra đi. Lòng tôi xót xa vô cùng. Bất giác tôi nhận ra lòng mình đang liên tục niệm: "Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát." Chỉ cần nắm tay người mình yêu thương thôi, bạn cũng có thể cảm thấy nỗi đau trong mình vơi đi nhiều hơn là khi bạn ở một mình. Càng đau khổ, ta càng cảm thấy tình yêu thương của gia đình quan trọng. Càng đau khổ, hãy càng yêu thương nhiều hơn. Khi người mình yêu thương đau khổ, món quà ý nghĩa nhất bạn có thể dành tặng cho họ chính là sự tồn tại của bạn. Những lời nói êm tai hay những sự giúp đỡ mang tính vật chất đương nhiên cũng cần thiết. Nhưng trước tiên, hãy cứ ngồi cạnh, nắm tay và cười với người bạn yêu thương. Vừa nhìn thật sâu vào mắt họ. Chúng ta sống lâu không phải vì không mắc bệnh gì. Dù có bệnh, nếu chăm sóc bệnh tình tốt, ta vẫn có thể sống lâu. Dành cho những người đang chiến đấu với bệnh tật, cùng những người đang ở bên cạnh họ, mong mọi người sẽ không đánh mất hy vọng. Dù dự báo thời tiết có nói rằng trời sẽ mưa cả ngày, nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy cũng có những lúc trời ngừng mưa. Dù cho bạn có đang đau đớn vì bệnh tật, nếu tĩnh tâm nhẫm lại, bạn sẽ nhận ra có những lúc mình không đau nhiều đến thế. Nhưng nếu bạn mang cho mình suy nghĩ mình mắc bệnh hoặc mưa cả ngày, bạn sẽ cảm thấy dường như trời cứ mưa không ngừng, hoặc cơn đau luôn đeo bám bạn. Khi suy nghĩ quá nhiều, chúng ta sẽ có những tưởng tượng xấu hơn nhiều so với thực tế. Chưa biết chừng chúng ta muốn nghe câu "Tôi cần bạn" hơn là câu "Tôi yêu bạn". Đó là bởi vì câu nói ấy giúp cho chúng ta cảm nhận được giá trị tồn tại của mình. Hôm nay hãy dũng cảm và nói với những người xung quanh rằng bạn cần họ. Khi người thân trong gia đình qua đời, chúng ta thường cảm thấy có lỗi vì đã không thể chăm sóc họ tốt hơn, hoặc đã không thể bảo vệ họ. Nếu chịu đựng và vượt qua được quãng thời gian khó khăn và cô đơn ấy, bạn nhất định sẽ được đón mùa xuân ấm áp tưởng chừng như không bao giờ quay trở lại nữa. Khi ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ, đắm mình dưới ánh nắng ấm áp, bạn sẽ cảm thấy dường như những người thân đã qua đời đang ở đâu đó dõi theo bạn và mong mỏi bạn được bình an. Bạn luôn tưởng rằng mình chỉ đơn độc một mình, nhưng thực sự không phải vậy đâu. Có lẽ không có chuyện gì có thể khiến bạn phải nghiêm túc xác định lại xem mình đang đứng ở đâu giữa cuộc đời bằng việc mất đi một người quan trọng. Trải nghiệm về sự vô thường chính là người thầy lớn nhất của cuộc đời. Gửi tới những người đang đau khổ trên thế gian, mong bạn sẽ sớm nhận ra chân lý của cuộc đời thông qua chính nỗi đau của bạn.
dù là mối nhân duyên với một người rất tốt, thì sau một thời gian, vì hoàn cảnh đưa đẩy, mối duyên ấy cũng có thể đổi thay, bạn và người ấy cũng có thể trở nên xa cách. Những người bạn thân thiết có thể chuyển nhà đi xa, người thân trong gia đình có thể vì bệnh tật mà lìa xa trần thế, những người thân quen cũng có thể thưa liên lạc chẳng vì lý do gì đặc biệt. Nhưng đừng vì điều đó mà quá đau buồn. Khi cánh cửa của một mối nhân duyên đóng lại, sẽ có một mối nhân duyên khác rộng cửa chào đón bạn. Một vài người bước vào đời ta và rồi lại nhanh chóng ra đi. Một vài người dừng bước trong chốc lát, để lại những dấu chân đẹp đẽ trên trái tim ta và khiến cuộc đời ta không bao giờ còn như cũ nữa. Món quà lớn nhất người làm cha mẹ có thể đem đến cho con cái chính là sự hạnh phúc của chính bản thân mình. Nếu cha mẹ hạnh phúc, con cái lớn lên sẽ trở thành một người có lòng tự trọng cao. Ngược lại, khi cha mẹ không thỏa mãn với cuộc sống của mình, con cái sẽ cảm thấy mình là người không có giá trị, dù làm gì cũng không thể khiến cha mẹ vừa lòng. Có những trường hợp, cha mẹ hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng thay vì biết ơn, chúng lại nổi giận và nói rằng mình đang sống cuộc sống mà cha mẹ muốn, chứ không phải sống cuộc sống của chính mình. Hãy nhìn lại xem bạn có đang bị ám ảnh vì cuộc đời của con cái và lầm tưởng đó là sự hy sinh, hay bạn đang cướp đi cơ hội tự học hỏi của con cái và gọi đó là sự hy sinh. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện ta không thể kiểm soát được. Ta có thể cầu nguyện cho con cái của con cái, vợ chồng, họ hàng, bạn bè và hết mực quan tâm, yêu thương họ. Nhưng hạnh phúc của họ là tùy thuộc ở họ, không phải thứ ta có thể điều khiển theo ý mình. Hãy làm hết sức những gì mình có thể, sau đó để họ tự hành động và có trách nhiệm với hành động của mình. Cũng như phải đau ta mới có thể tự tăng sức đề kháng của mình vậy. Mong muốn được chịu đau khổ thay những người bạn yêu thương thực ra không tốt cho họ chút nào. Nếu quá nâng niu học trò của mình, bạn sẽ làm chúng hư hỏng. Giáo dục con cái cũng tương tự vậy. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp con thứ hai hoặc thứ ba tuy ít được cha mẹ quan tâm bằng con đầu, nhưng lại có hiếu hơn và thành công hơn. Những đứa trẻ trong tuổi dậy thì thường không nghe lời cha mẹ, cứng đầu, luôn muốn làm theo ý mình. Đó là bởi ý thức của chúng đang trong quá trình trưởng thành và trở nên độc lập như một người lớn thực thụ. Đừng quá lo lắng, vì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Con cái luôn muốn tôn trọng cha mẹ mình. Khi cha mẹ làm gương cho con cái bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn hoặc nỗ lực để bảo vệ những giá trị quan trọng, con cái sẽ bắt đầu thực sự nghe lời và tôn trọng cha mẹ. Hãy để con bạn cảm thấy tự hào về bạn. Các bậc cha mẹ hãy dạy con mình rằng, dù trong bất cứ trường hợp nào, việc dùng vũ lực hoặc lăng mạ những người bạn yếu hơn là điều không thể chấp nhận được, và việc thích thú khi nhìn bạn mình đau đớn là vô cùng xấu xa. Nếu bạn muốn con mình lớn lên một cách chính trực, hãy nghiêm khắc khi chúng gây ra những hành vi trên. Trong những mối quan hệ ép buộc và có tính vũ lực, người có thể bảo vệ chính bạn là bản thân bạn chứ không phải ai khác. Nếu đó là mối quan hệ luôn khiến bạn tổn thương, hãy vạch rõ ranh giới. Khi giữ khoảng cách như thế, bạn sẽ nghe rõ tiếng lòng mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng bỏ mặc bản thân mình đau đớn quá lâu. Khi tư vấn, tôi hay gặp trường hợp các bạn trẻ mắc khó khăn trong mối quan hệ với chính cha mẹ mình. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì vừa thấy yêu lại vừa thấy ghét cha mẹ mình, đừng phủ nhận mà hãy tiếp nhận cảm xúc đó. Chúng ta hoàn toàn có thể vừa yêu vừa ghét một người nào đó. Rất khó để con cái thay đổi tính cách, giá trị, cách hành động hay mối quan hệ vợ chồng của cha mẹ. Dù bạn có cho rằng hành động hay suy nghĩ của cha mẹ không đúng đi chăng nữa, thì điều đó cũng không thuộc trách nhiệm cũng như quyền hạn của người làm con. Đừng quá mệt mỏi vì cha mẹ của mình.
Với những trường hợp khi còn nhỏ bị cha mẹ từ chối và ít được quan tâm, họ thường có xu hướng tìm kiếm sự quan tâm và tình yêu thương từ người bạn đời của mình. Khi người vợ hoặc người chồng tỏ ra hơi vô tâm một chút, họ sẽ nhớ lại những tổn thương khi còn nhỏ, từ đó nảy sinh cãi vã. Thực ra vấn đề không nằm ở người bạn đời, mà ở chính vết thương họ đang ôm lấy trong lòng. Đừng ném vết thương ấy vào người khác và gây sự, mà hãy gác lòng tự trọng sang một bên và hãy thành thật nói rằng: "Tôi sợ anh cũng sẽ bỏ tôi như chính cha mẹ tôi đã làm." Khi ký ức bị tổn thương, ham muốn được công nhận và lòng tự trọng không cần thiết cùng hợp lại, chúng có thể phá vỡ mối quan hệ của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng vì đã ở cạnh nhau lâu nên không cần thể hiện vẫn có thể hiểu được nhau, nghĩa là bạn đang không hiểu bất cứ điều gì hết. Tôi yêu bạn, cảm ơn bạn và tôi cần bạn. Hiểu về cha. Tôi nổi giận và lớn tiếng với cha: "Cha, con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cha không đi khám mà cứ lần lữa mãi vậy?" Tôi đã rất bực mình, rồi tôi lại cảm thấy mình đã nổi nóng với cha như thế. Chuyện là thế này, sau khi kết thúc kỳ an cư ở chùa Bongan vào mùa thu năm ngoái, tôi có ghé qua nhà cha mẹ và thấy cha gầy đi nhiều. Khi tôi hỏi có lý do gì đặc biệt khiến cha gầy đi như thế, cha tôi đã trả lời không có, sau khi nghe kể rằng cha thường phải uống thuốc tiêu hóa vì khó tiêu. Tôi bỗng cảm thấy lo không biết có phải cha bị ung thư dạ dày. Tôi từng nghe nói sụt cân chính là triệu chứng ung thư dạ dày thời kỳ đầu. Hơn nữa, ông nội tôi cũng đã qua đời vì căn bệnh này. Nhưng mặc tôi cố thuyết phục, mùa thu ấy cha vẫn không chịu đi nội soi dạ dày. Cha còn trấn an tôi rằng mình không sao và dặn tôi: "Sư Hemin hãy lo cho sức khỏe của bản thân đi, rằng bản thân cha không phải là người quan trọng. Sư Hemin là người sẽ phải làm nhiều việc tốt cho nhân gian, nên phải lo cho sức khỏe." Đến khi tôi gặp lại cha vào mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cha đã bị ốm hơn một tháng vì cảm cúm và viêm xoang. Lần này, có lẽ tự cảm thấy cơ thể mình không ổn nên cha chủ động đòi đi khám nội soi dạ dày. Nghe cha nói vậy, tôi bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Bất giác tôi đã nổi giận với cha, rằng tại sao cha không biết quý cơ thể mình, rằng tại sao cha cứ nói mình không phải là người quan trọng, rằng tại sao cha không biết nghĩ cho con cái đang lo lắng, rằng tôi rất đang đau lòng. Những cảm xúc này không chỉ xảy đến với tôi. Khi trò chuyện với những người thổ lộ nỗi trăn trở tương tự, tôi nhận ra rằng con cái thường cảm thấy mối quan hệ với cha phức tạp và khó khăn hơn mối quan hệ với mẹ, nhất là con trai. Nguyên nhân thì không ít, nhưng tôi có thể tạm chia thành 5 loại nguyên nhân như sau. Thứ nhất là trường hợp người cha ít thể hiện tình cảm với con cái khi còn nhỏ, khá gia trưởng và hay la mắng con. Khi ấy người cha trở thành ngọn núi đáng sợ mà con cái không bao giờ dám vượt qua. Với những người con bị chiếc bóng đáng sợ và đầy quyền lực ấy của cha đàn áp khi còn nhỏ, sau này trưởng thành họ sẽ cảm thấy mối quan hệ với cha không thoải mái và dù có ở cạnh nhau cũng không biết phải nói gì. Trường hợp thứ hai là khi người cha hoặc không có hoạt động kinh tế gì đặc biệt hoặc ngoại hình khiến người mẹ khổ sở. Những đứa trẻ nhìn thấy người mẹ của mình khổ sở khi còn nhỏ sẽ luôn mang trong mình lòng thương xót mẹ, kèm theo sự tổn thương cũng như phẫn nộ đối với cha. Với những trường hợp này, nếu cảm xúc về cha không được giải tỏa mà bị kìm nén lâu trong lòng, thì khi lớn lên, họ sẽ giữ nguyên cảm xúc căm ghét và luôn muốn tránh mặt cha. Trường hợp thứ ba là trường hợp người cha lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và sau này kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Trong mắt một người cha luôn vượt lên mọi khó khăn, thì những đứa con dù có học giỏi, có cố gắng chăm chỉ đến đâu chăng nữa cũng là không đủ. Và những đứa con luôn thèm khát sự công nhận của người cha ấy đến khi lớn lên sẽ luôn cảm thấy bất an và căng thẳng. Đó là do họ nghĩ mình phải làm thật tốt hoặc đạt được thành quả gì đó mới được yêu thương, chứ không phải chính sự tồn tại của họ đã đáng được yêu thương. Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ có những học vấn cao, nơi làm việc tốt nhưng vẫn rất tự ti.
Khi trò chuyện với họ, tôi nhận ra họ thường thuộc trường hợp này. Trường hợp thứ tư thì ngược lại, đây là trường hợp những con người sinh ra trong gia đình bình thường nhưng cực kỳ giỏi giang và đạt được thành công lớn trong xã hội. Không phải tất cả đều như vậy, nhưng thường những người trong trường hợp này ghét sự can thiệp của cha và dễ cảm thấy cha mình kém cỏi. Họ luôn cho rằng mình biết rõ những việc cần làm và có một tương lai sáng lạn, còn cha mình thì không được như vậy. Và cuối cùng, trường hợp thứ năm là những người mất cha từ khi còn nhỏ. Những đứa trẻ mất cha từ khi còn nhỏ sẽ luôn nhớ về cha mình và cảm thấy một góc trống trải trong lòng. Đến khi trưởng thành, chúng sẽ luôn nhớ về người cha như một người hùng và thường bị hấp dẫn bởi những người thầy, những người giống như cha mình. Tôi đã rất muốn biết tại sao cha luôn nói rằng mình là người không quan trọng và tại sao cha không xem trọng cơ thể mình. Và tôi cố gắng ngắm nhìn cha thật kỹ, giống như tôi vẫn luôn làm khi nói chuyện với người khác, để hiểu được đối phương. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cha như một người bình thường, chứ không phải là cha của mình. Và rồi tôi thấy một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ ông nội tôi. Cha tôi là con thứ và luôn mang theo ký ức đau buồn từ thời chiến tranh Triều Tiên, khi ông nội chỉ dẫn con trai cả, tức bác tôi, đi tị nạn trước, bỏ lại vợ và đứa con nhỏ. Những món ngon và quý như trứng rán ông cũng chỉ dành cho con trai cả. Ông nội tôi cũng giống như hầu hết những người thời đó, gia trưởng và cộc lốc, không hay thể hiện tình cảm. Đứa trẻ luôn bị cái bóng của cha và anh trai che khuất, chưa bao giờ cảm nhận được bản thân mình quan trọng như thế nào. Đứa trẻ luôn nhường nhịn và quan tâm người khác, kể cả với những người thân trong gia đình. Đến khi trở thành một ông lão, vẫn nghĩ rằng mình chỉ là một người bình thường, người không quan trọng. Đột nhiên, tôi cảm thấy mắt mình cay cay. Sau khi nội soi dạ dày, cha đã gọi tôi. May mắn thay, cha báo rằng dạ dày ông chưa đến mức bị ung thư. Sau đó cha ngập ngừng một lúc rồi đột nhiên nói: "Cha yêu con trai à?" Đó là lần đầu tiên tôi nghe câu ấy từ cha. Trong khoảng khắc, lòng tôi bỗng nóng bừng. Tôi muốn gửi lời đến cha, người đang đọc những dòng này: "Cha, con cũng yêu cha, và con cũng rất cảm ơn cha đã nuôi con thành một người luôn tự tin và lạc quan như thế này." Trong tình yêu, ngoài tình yêu ra thì không còn bất kỳ lý do nào khác. Khi lòng tự trọng của bạn chạm đáy, hãy luôn nhớ rằng mình vẫn là người quan trọng đối với gia đình và bạn bè. Mình vẫn có thể cống hiến cho xã hội. Giá trị bản thân mình sẽ không bị định đoạt bởi đánh giá của một vài người. Mình tin rằng dù mất nhiều thời gian đi chăng nữa, mình nhất định sẽ gặp được những người yêu quý và tin tưởng vào năng lực của mình. Nếu bạn yêu thương ai đó, đừng làm những việc mà bạn nghĩ rằng cần thiết cho họ. Hãy làm những việc chính bản thân người ấy muốn. Khi làm những việc mà bạn nghĩ rằng cần thiết cho người khác, dù chỉ là một chút thôi, nhưng nếu có thể trong lòng bạn đang có suy nghĩ muốn điều khiển họ theo ý mình đấy. Chỉ cần lập kế hoạch tốt, bạn vừa có thể chăm sóc những người xung quanh, vừa có thể xây dựng hạnh phúc của chính mình. Xét về lâu dài, việc bạn hy sinh bản thân vô điều kiện không hẳn là điều tốt cho những người bạn đang chăm sóc. Chính bạn phải hạnh phúc thì người đó mới có thể chăm sóc người khác được lâu. Bạn cảm thấy lo lắng vì chồng, vợ, con cái mình tăng cân. Người ta nói rằng phương pháp tốt nhất để giúp người thân trong gia đình giảm cân chính là bản thân bạn phải bắt đầu tập thể dục đều đặn trước. Một khi bạn bắt đầu, khả năng người thân trong gia đình cùng tập với bạn sẽ rất cao. Bạn không cần phải lúng túng khi đã làm tất cả những gì có thể nhưng đối phương tỏ ra hờ hững hoặc đòi hỏi nhiều hơn thế. Nếu đã làm hết sức mình thì giờ là lúc bạn buông tay. Nếu đối phương thực sự cần, họ sẽ tự biết lo liệu dựa trên những gì bạn đã làm cho họ. Nhiều trường hợp bạn muốn giúp đối phương chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng những lời bạn nói khiến họ nghe như bị đe dọa. Đó là những lời răn đe kiểu nếu đối phương không làm theo ý bạn, họ sẽ mất thứ gì đó, hoặc bạn sẽ thay đổi thái độ với họ.
Đặc biệt, chúng ta thường dùng những lời này trong gia đình hoặc nơi làm việc. Những lời này không những không giúp đối phương có thêm động lực thay đổi, mà còn dễ khiến họ cự tuyệt và cảm thấy bị tổn thương đấy. Thay vì những lời đe dọa hay thông báo một chiều, hãy bình tĩnh giải thích cho họ hiểu tại sao việc này lại quan trọng đến thế. Khi họ đã hiểu ra và thay đổi thì sự thay đổi ấy sẽ có hiệu quả lâu dài hơn là những thay đổi vì bị ép buộc. Những câu nói khiến tôi nhớ mãi ngày hôm nay. Thưa thầy, người ta nói rằng khi dư giả về kinh tế thì tình anh em như trước kia lạnh nhạt sẽ trở nên thắm thiết hơn. Đúng vậy, chỉ cần ta dư giả kinh tế và cùng nhau chia sẻ là được. Nhưng những vấn đề xảy ra trong gia đình Hàn Quốc thường bắt nguồn từ những nỗ lực vô nghĩa. Khi mẹ chồng cố chia rẽ con trai và con dâu, khi vợ cố chia rẽ chồng và cha mẹ chồng, khi chồng cố chia rẽ vợ và gia đình nhà vợ, khi em chồng cố chia rẽ anh mình và chị dâu, dù là với người một nhà hoặc họ hàng thân thiết, cũng sẽ có những lời bạn nên và không nên nói, nhất là khi lâu ngày mới sum vầy vào dịp lễ Tết. Hãy cố kiềm chế, đừng hỏi những câu như: sao chưa chịu kết hôn? Sao mãi vẫn chưa sinh con? Sao chưa đi làm? Sao không giảm cân đi? Sao lại nghỉ chỗ làm cũ? Trong những nhánh cây cùng lớn từ một rễ sẽ có những nhánh vừa khỏe vừa đẹp, vừa ra nhiều trái, nhưng cũng có những nhánh còi cọc và ít trái. Chưa biết chừng đó là những nhánh cây khỏe đã nhận được thêm chất dinh dưỡng mà đúng ra phải dành cho những nhánh cây yếu hơn. Tương tự, trong số anh chị em sẽ có người thông minh, thành công và cũng sẽ có những người nghèo hơn phải nhận tiền trợ cấp từ các anh chị em của mình. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị cướp đi số tiền ấy thì mỗi tối bạn sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng để có thể trở thành nhánh cây khỏe mạnh như hôm nay, bạn đã nhận được sự nhường nhịn và hy sinh từ những người anh em còi cọc ấy, bạn sẽ không còn cảm thấy bất công nữa. Càng với những người gần gũi chúng mình, càng những người gần gũi chúng ta lại càng dễ bực mình. Những lúc như thế, nếu cả hai bên cùng nổi nóng thì sẽ chỉ dẫn tới cãi vã lớn. Khi đối phương nổi nóng, có thể là họ chỉ đang mong rằng bạn sẽ nhận ra họ đang gặp khó khăn và hy vọng bạn có thể đồng cảm với họ. Sau khi bình tĩnh lại, họ sẽ cảm thấy có lỗi vì đã nổi nóng với bạn. Khi tức giận, hãy nghĩ đến gia đình. Chỉ cần bạn kiềm chế một lần, những người yêu thương bạn sẽ bình an hơn. Khi gặp những đứa trẻ gào khóc hay ồn ào trên máy bay hoặc tàu hỏa, bất giác ta sẽ cảm thấy bực mình và oán trách cha mẹ chúng. Nhưng nếu như thế, hãy nghĩ rằng những đứa trẻ con ấy là con, là cháu của chính bạn, thì xem chúng là người lạ, bạn sẽ tập trung vào những tổn thất bất tiện của mình. Nhưng khi xem chúng là người nhà, bạn sẽ từ bi hơn và tự hỏi không biết đứa trẻ ấy trong người đang khó chịu điều gì, có bị đau chỗ nào không. Chỉ lắng nghe thật chân thành và ấm áp mà không đưa ra lời khuyên, lời cảnh cáo hay lời phân tích nào. Đồng cảm với đối phương như đó chính là việc của mình. Lắng nghe câu chuyện của họ đến lúc đến cùng, không tránh né. Đó chính là cách ta có thể chữa lành cho con cái, vợ, chồng cũng như bạn bè của mình. Trước khi đặt đầu gối xuống và chìm vào giấc ngủ, hãy nghĩ về ba người hoặc ba việc mà bạn cảm thấy biết ơn trong ngày. Chỉ cần làm thế trong 3 tháng, bạn sẽ cảm thấy mức độ hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống của mình tăng lên đáng kể. Vốn dĩ hạnh phúc cũng cần phải luyện tập. Dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần bạn quan tâm và ngắm nhìn nhiều lần, nó sẽ trở nên đẹp đẽ và tốt lành. Như đứa con đã quá thân thuộc với bạn, là những hình ảnh bạn cảm thấy đáng yêu nhất trên thế gian này. Chỉ cần bạn quan tâm thì bất kể thứ gì cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và tốt lành trong mắt bạn. Cho dù chỉ là một chú mèo hoang bị bỏ rơi, nếu bạn đưa về nhà chăm sóc và nuôi nấng thì không bao lâu nó sẽ trở thành một chú mèo bạn cảm thấy thân nhất trên thế gian này. Trong tình yêu, ngoài tình yêu ra thì không còn bất kỳ lý do nào khác.